7:30 tối. Đi ngủ trưa gì Thành ngủ tối luôn rồi. Nó ngủ từ 6 giờ tới 7:30. Trời ơi, con đang ăn cái mền kìa. Trời ơi, cái mền có gì ngon đâu mà ăn vậy con. Cái xù nó không ghiền nấm vú giả nha mọi người. Từ nhỏ tới lớn luôn, không chơi nấm vú giả, ăn mền thôi. Đây là cái mền thứ tư hay thứ năm gì đó. Cái mền này phải có lông nha mọi người, lông siêu mịn, lông thiệt là mịn luôn, mình bảo mới thích. Cái mền trơn trơn ý, mấy cái mền mà trơn trơn không có lông là không ăn nha, có lông mới ăn nha. Hi hi, đó mặt bư bư sai kê kìa. Giờ này mà không dậy là nửa đêm mới đi ngủ lại nha. Sợ bà ngủ, bà mà ngủ tới 8-9 giờ là tới 2 giờ sáng bà mới đi ngủ á mọi người. Dậy đi. Dậy đi, ăn cái mì chi. Con nó lận cái lưỡi nó ra nè. Trời đó cơ, coi bạn gái kìa. Ngủ dậy coi gác cái chân lên kìa. Trời đó, cái bàn chân như cái nãy chuối vậy. Trời ơi, cái bàn chân như nãy chuối giống mai xấu dữ vậy trời. Giống mai xấu vậy. Ai ăn cha. Yêu. Ai cha. Trời ơi, trời ơi, con tươi đó trời. Đây là cái giường của bé Sùm. Đây là cái giường của Duyên. Cái giường của bé Sùm là lúc nó còn nhỏ mọi người, thì ở đây là có một cái thanh nữa là nó kín lại luôn. Xong rồi lúc mà Sùm lớn á, nó muốn nằm kế bên má mì, cái muốn nằm kế bên Duyên vậy đó, thì Duyên tháo cái thanh ngay chỗ này ra. Cái giường này có 3 góc thôi, đã nằm kế bên má mi nhưng vẫn cái nằm cái giường riêng của nó nha. Đây có nệm nè, có trời đất ơi, đi ngủ gì mà gấu bông quá trời vậy. Có bà Minnie Mouse nè, hai em bé trời ơi, ngủ gì hết trời vậy. Ngủ trời, gái tôi trời, gái tôi trời, cái dài muốn hơn cái giường rồi, sắp phải đổi giường rồi đó. Sầu sẽ nằm giường người lớn nè nha. Trên đầu giường có chai nước nè, lúc nào cũng phải có nước nha mọi người. Bà hay bị khát nước lúc nửa đêm lắm, kêu cái là phải đi lấy liền, không thôi là không đi ngủ nha. Nên lúc nào trên đầu giường cũng có nước hết trơn. Hè. Hè. Dậy đi. Đây là cái mền nè, con chúa. Cái mền con chúa. Con chúa, con đá kia. Vui nha. Lúc mà ngủ đủ là dậy vui lắm. Bữa nào mà mệt mệt mà không ngủ đủ cái là dậy cái khóc om sâm à, nhõng nhẽo. Hôm nay không nhõng nhẽo nè. Không nhõng nhẽo nè. Hôm nay không nhõng nhẽo này giỏi quá nè. Cái mền này bà ăn á mọi người, cho nên là Duyên giặt rất là thường luôn, cả 2-3 bữa là giặt một lần á. Đây là cái mền thứ 5 rồi đó. Lâu lâu phải mua mền mới cho bà ăn á. Good evening. Good evening. Bé Sầu ngủ hả? Bé Sầu ngủ. Ngủ hay thức dậy rồi? Trời ơi, Sầu nó ngủ rồi trời ơi. Trời nhắm mắt lại rồi. Trời ơi, nó ngủ rồi. Trời ơi, nó ngái luôn rồi. Sầu ớn. Sầu ngủ rồi nha. Đừng ai kêu Sầu dậy nha. Sầu ngủ rồi nha. I see you. Nhắm mắt lại, sợ xạo quá. Thôi dậy đi con. Dậy đi. Làm biến quá, dậy đi. Má mi có quà cho con nè. I have a present for you. Má mi có quà. Hộp quà. Hộp quà. Yeah, con muốn đi mở hộp quà không? Present. Present box. Present box. Yeah. Đó, trời, nghe có quà vậy liền. Con cái mặt. You want present box? Yeah. Đi mở hộp quà. Trời đất ơi, con nói gì vậy? Mở hộp quà. Mở hộp quà. Yeah. Rồi, let's go. Đi nè, let's go. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Bé Sù xoay ke đập hộp nha mọi người nha. Bây giờ là Duyên vừa mới đi nhận hai cái hộp này. Trời sao ngồi gần nhìn mập dữ vậy trời.
cười. Con em mày nói gì không mà con cười vậy? Ê trời ơi, nó xỉu luôn rồi. Nhưng mà vậy đi, open nè. Đây là một cái hộp Duy mới nhận của Macy. Macy là một chỗ bán đồ mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng, tất cả mọi thứ luôn. Rất là phổ biến. Wow. Nhưng không mở, nhưng để dành cho bé Sầu, bởi vì bé Sầu rất là thích đập hộp. Oh, quảng cáo mọi người ơi. Trong đây nó cho mình cái thẻ. Nó nói là được 9 phần ăn miễn phí. Đây là một cái nhãn hiệu. Ây da trời ơi. Nó ship đồ ăn tới cho mình đó mọi người. Ship đầy đủ những cái món mình cần nấu, món gì là mình gõ vô là nó sẽ ship tới nhà luôn. Và tất cả nguyên liệu có đầy đủ luôn. Nói là có 9 món ăn miễn phí. Và miễn phí ship luôn nha mọi người, cho những người khách hàng mới, để lôi cuốn khách hàng mới. Duy sẽ thử cái này. Quảng cáo à, thêm cái quảng cáo nữa. Quảng cáo miễn phí một cái bìa cuốn hình đó mọi người. Cuốn hình cho gia đình miễn phí 8x8. Miễn phí cái này luôn nè, ghi chưa? Hình như cái này mình phải trả tiền shipping hay sao mọi người, của Shutterfly. Quảng cáo luôn nha. Đây là món hàng chính. Ta-da. Mở ra hả? Mở đi, mở ra cho con cái này nè. Toàn bộ cái món trong cái thùng này là toàn bộ là miễn phí nha mọi người. Tin hay không thì nó cũng là miễn phí. Và cái cách mà Duyên lấy đồ miễn phí sao thì Duyên chia sẻ với mọi người sao nha. Nhưng mà sự thật là tất cả món đồ trong này đều là miễn phí nha mọi người. Duyên phải che lại cái địa chỉ để Duyên cho mọi người xem. Đây là cái bill, tất cả là không đồng nha mọi người. Không đồng. O đồng, không có trả tiền một cent cũng không có nha. Toàn bộ là miễn phí nha. Trời, sổ mở ra xong rồi hả con? Đâu mất tiêu rồi? Đó rồi. Mở đâu rồi? Where is it? Ở đây hả? Con ngồi xuống đây đi cho mọi người thấy con. Đây là một cái túi đựng mỹ phẩm của Lancôme nha mọi người. Thương hiệu makeup cũng rất là nổi tiếng. Lancôme. Cái màu rose gold. Đẹp hả mọi người ha? Ở phía trong có logo luôn nè. Thơm nhang. Thơm quá. Con muốn ăn đó hả? Á trời ơi, mới dậy mà đòi ăn rồi. Nè con mở này nữa nè. Wow. Con mở được không? Vậy trong đây là những cái mẫu thử nước hoa nha mọi người. Giò. Nước hoa giò. Có Armani giò. Mở ra sao cho mọi người xem. Thì cái chai nước hoa nó một cái tiếp nước hoa mọi người. Trong này nó có một cái nè. Hai cái nè. Ok. Của Versace nha mọi người. Versace. Cái tiếp nước hoa nó như vậy nè mọi người cũng xài được. Dạ. Ok. Xài được rất là nhiều lần luôn á mọi người. Nhìn nó nhỏ đi chứ rất là nhiều ở trong đó nha mọi người. Trời ơi. Thơm lây ra luôn tới cái bề luôn á. Thơm lây. Trời ơi nó thơm. Trời ơi thơm nha. Thì ở trong đây có ba cái mẫu thử nước hoa nè. Kèm cái này có sản phẩm dưỡng da của Clinique nha mọi người. Sản phẩm dưỡng da. Đây là cái mẫu sample. Đây có gì nữa? Đây có mẫu thử nước hoa mọi người của Dior. Nước hoa Dior của Nam. Mình banh cái này ra là mình thử. Banh ra là trong đây nó có nước hoa mọi người. Trời ơi banh mũi luôn á. Thơm. Cái này không phải dùng để xịt. Mà Duyên thường dùng cái này để Duyên bỏ trong quần áo á mọi người. Quần áo mình để lâu nó sẽ có mùi đúng không? Duyên bỏ những cái này vô. Trời ơi. Sang chung với quần áo. Trời ơi nó thơm nứt lỗ mũi luôn á. Mọi người thử làm như vậy nha. Thử là con hử thơm cục. Thơm không? Thơm quá đúng rồi. Banh nó ra. Trời ơi thơm. Thơm trời. Nick Jonas. Thần tượng của Duyên. Nick Jonas. Thơm lắm mọi người ơi. Mẫu nào cũng thơm hết á. Trời bà xù bà chảy mũi mà bà hử. Cái này là giấy.
Chưa mở cái này nha, cái này cái chai gì rất là bự nè. Rất là to bự nè. Wow, trời ơi, trong hình nhân tưởng nó nhỏ. Trong hình nhân tưởng nó phân nửa cái size này, trời nó bự mọi người. Một găng tay luôn của Lâm Cường. Lâm Cường, cái chai này cũng là miễn phí nha mọi người nha. Lotion cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Toner, toner giống như là nước hoa hồng á mọi người. Oh gee. Nước hoa hồng để xe kích lỗ chân lông dùng để. Trời ơi, chai. Chai gì mà bự dữ vậy? Xài xuống luôn á, trời ơi, đã. Đã quá. Đã quá. Đã quá. Không cái gì đã bằng đồ miễn phí hết trơn á. Đây là cái bịch của Lâm Cường nha mọi người. Trong đây gồm có một cái son. Cái son. Sao? Con ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Okay, ngồi xuống thì mọi người mới thấy con được. Đúng vậy. Mọi người son. Cái son full size nha mọi người. Full size. Này màu hơi đỏ. Nó hơi thẩm thẩm. Dưới không biết màu. Không biết nó màu gì. Đây là một cái son có Lâm Cường. Hôm nay có cái gì nữa đây? Cleansing pre creamy form. Rửa mặt đó mọi người. Rửa mặt của Lâm Cường luôn nè. Cái gì? Cái son, nó nói cái son, cái son. Cái son. Trời ơi, bởi review sản phẩm. Cái chai này là của Lâm Cường luôn nè. Cái son. Cho da, tái tạo da, giống như là tốt cho da, cứ đắp lên trên mặt đi mọi người. Đồ hiệu mà đắp lên, đắp lên. Không tốt chỗ này thì tốt chỗ kia. Ok, cũng của Lâm Cường luôn. Serum. Yeah, thank you, thank you. Tới cái hộp này là cái gì đây? À, kem ban ngày có chất chống nắng luôn nha mọi người. Thơm quá. Yeah, có chất chống nắng luôn, trời quá trời luôn á. Không phải dạng vừa đâu nha. Kem ban ngày. Ban ngày thì phải có kem ban đêm nha mọi người. Đây là kem ban đêm. Night cream. Ban đêm, ban đêm. Ban đêm thì nó màu vàng, ban ngày thì nó màu trắng. Ban đêm nó dưỡng da mọi người. Ban ngày thì nó chống nắng, dưỡng da đẹp luôn. Cái này còn nữa. Đây. Trời, cái này phấn mắt hay gì nè. Trời ơi. Trời ơi, nó sướng. Lấy ra giùm mẹ đi. Trời ơi, nó sướng gì đâu. Lâm Cường, phấn mắt của Lâm Cường. Ta-da. Trời ơi, có kim tuyến nữa. Lấp lánh, lấp lánh. Có cái gương trên này nó lấp lánh, lấp lánh. Nhiều màu quá, 5 màu luôn. Đẹp không? Đẹp quá. Đẹp quá, rồi để lại đi con. Phấn mắt luôn nha. Miễn phí, nhấn mạnh là miễn phí mọi người nha. Còn một cái em này rất là quan trọng. Quan trọng, quan trọng lắm mọi người ơi. Đừng, có chừng bể nha con. Cái chai đó bằng miễn á mọi người. Cho nên phải có cái bóc của rác. Không bị bể. Em mới tháo ra cho con mở không được đâu. Dành không à. Ta-da. Trời ơi, nó dễ thương. Trời ơi, nó dễ thương gì đâu á. Đây là một cái chai nước hoa siêu mini cũng của Lâm Cường luôn nha mọi người. Trời ơi, có cái nơ bỏ buộc à. Siêu sang chảnh luôn, siêu dễ thương, thấy ghét không? Nhìn thấy ghét không? Ghét không, thấy ghét không? Rất là nhiều nha mọi người. Cái này thì nó không phải dạng xịt. Cái này là nó có cái miệng thôi. Mình chút ra, mình chút chút gì nè. Lên tay xa. Thấy ghét không? Ghét không? Trời ơi, đồ miễn phí mà đẹp thấy ghét không? Đẹp hết phần thiên hạ. Ok. Còn hết. Hết rồi. Hết trời, trong đây có một bịch thuốc ẩm. Hết rồi. Hết rồi, và đây là hết rồi. Còn đây, thêm một cái thùng nữa cho bé Sô nè. Open. Ây da. Thùng của Amazon. Amazon. Đây nè. Đi giống lên. Amazon. Trời ơi nó nặng. Trời ơi. Easy open. Có hai cái lỗ, chọc cho cái lỗ của mình mở ra. What's this? What's this?
Yeah. Whoa. That's Pediasure milk. Pediasure sữa hươu cao cổ nha mọi người. Bé Sù rất thích uống sữa này và bé Sù rất là thích vị vanilla. Trời ơi. Và nó đang sale á mọi người, vô mua trên Amazon á. Đây là cái mẫu mã mới. Organic nha mọi người. Thường đồ organic cái là nó thường có cái nhãn hiệu màu xanh, màu xanh lá cây. Organic, mẫu mã mới của Pediasure. Và nó đang mới ra, thường thường cái gì mới ra nó sẽ giảm giá mọi người. Quảng cáo, giảm giá để quảng cáo vô hốt liền. Vì Bí Sù rất là thích sữa này. Sữa này là hình như là một ngày Bí Sù uống một cái, một chai thôi. Có khi là hai ngày mới uống một chai. Thì Bí Sù là lớn rồi, ăn nhiều hơn uống mọi người. Này lúc đi ra ngoài đường á, mình mang theo bỏ trong giỏ rất là tiện luôn. Đói mà lỡ đói mà chưa tìm được đồ ăn mà cho Bí Sù một chai. Bí Sù rất thích. Và đây là vị chocolate. Chocolate. Thích không? Thích quá. Thích quá. Có mùi gì đâu hử. Ok. Lần này là hộp này là hết rồi. Đập banh hai cái hộp okay. Rồi. Không muốn mở này hả? Yeah. Ok. Bên viền cái con mắt hay gì. Đừng đụng vô nha con. Đụng vô là nó bể. Đập tung hai cái hộp rồi. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Trời nó khoe kìa, nó khoe kìa. Ôi trời ơi. Ok, bye bye tất cả mọi người đi con. Bye bye tất cả mọi người. Nó xuống. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bây giờ sẽ đi ăn tối nè. Bye mommy. Bye 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 bye. Bye bye bye. Bye bye Courtney.